chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những tin tức mới hấp dẫn được kênh Bóng Đá 365 cập nhật mỗi ngày. Trong chuyên mục những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam, xin mời quý vị theo dõi những tin tức mới nhất nổi bật ngay sau đây. Báo UAE lo ngại sức mạnh của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Truyền thông UAE bày tỏ sự lo ngại khi đội chủ nhà Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ sự cổ vũ của hơn 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình trong trận đấu ngày 14 tháng 11. Trước trận gặp Việt Nam, truyền thông UAE liên tục nêu ra những yếu tố bất lợi dành cho đội nhà. Bên cạnh những yếu tố chủ quan như phong độ hay con người là yếu tố khách quan được báo 24.ea chỉ ra chính là sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Đối đầu Việt Nam là trận đấu không hề dễ dàng. UAE sẽ gặp rất nhiều áp lực ở cuộc chạm trán tới, đặc biệt khi đội chủ nhà đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào vòng loại cuối cùng. Bên cạnh đó, họ chắc chắn sẽ chơi vô cùng máu lửa nhằm mang tới màn trình diễn tốt cùng kết quả tích cực cho khán giả nhà. Bài viết của 24.ea nhận định. Dưới thời huấn luyện viên Park, tuyển Việt Nam bất bại trên sân nhà. Những chiến binh sao vàng chơi 7 trận và có thành tích 5 thắng, 2 hòa, dù tiếp đón nhiều đối thủ khó chịu như Afghanistan, Malaysia hay Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sau 3 lượt trận, tuyển Việt Nam tạm đứng nhì bảng G với 7 điểm trong khi UAE chỉ xếp thứ 3 với 6 điểm sau thất bại trước Thái Lan. Một chiến thắng là điều bắt buộc với đại diện Tây Á ở trận đấu tới. Huấn luyện viên Bert Van Marwijk nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu với Việt Nam. Nó quyết định số phận của tuyển UAE cũng như số phận của vị huấn luyện viên này tại tuyển quốc gia. Chiến thắng trước Việt Nam sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ giúp khôi phục niềm tin, nó đưa UAE trở lại với cuộc đua giành quyền đi tiếp. Tờ báo khẳng định. Ngày 12 tháng 11, tuyển UAE di chuyển sang Việt Nam bằng chuyên cơ riêng nhằm chuẩn bị trận đấu vào ngày 14 tháng 11. Nhiệm vụ giành 3 điểm của đại diện Tây Á là không hề dễ dàng bởi họ thiếu vắng ba trụ cột Ali Mekhao, Ahmed Baman, Ibrahim Khalil vì những lý do khác nhau. Bình luận viên Quang Huy mách nước để tuyển Việt Nam đánh bại UAE. Bình luận viên Quang Huy mới đây chỉ ra phương pháp giúp tuyển Việt Nam có thể đánh bại UAE, đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng G. Trước màn so tài giữa Việt Nam và UAE tối 14 tháng 11 tới, bình luận viên Vũ Quang Huy mách nước cho tuyển Việt Nam để có kết quả tốt trước đối thủ được đánh giá rất nguy hiểm này. Theo đó, vị bình luận viên của nhà đài VTC cho rằng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cần thi đấu thật bình tĩnh để có thể hóa giải sức mạnh của đối thủ. Bình luận viên Quang Huy tâm sự. Bước vào vòng loại World Cup diễn ra, đội tuyển UAE được đặt ở vị trí cao nhất, nhưng giờ thì họ không phải là đội đầu bảng. Nhưng dẫu sao, đại diện đến từ Tây Á cũng có sự đẳng cấp và tạo ra khó khăn nhất định. Thế nên, đá với UAE, chúng ta bình tĩnh hơn để chơi bằng thứ vũ khí sẵn có của mình. Đụng độ một đội tuyển rất mạnh, trước sẽ thuận lợi bởi chúng ta chỉ cần giải quyết vấn đề lớn trước, sau đó gặp Thái Lan ở trận tiếp theo. Như vậy, nếu chúng ta tích lũy được một kết quả tốt, thì trận gặp voi chiến dễ thở hơn. Trong khi đó, bình luận viên Quang Tùng của đài VTC cũng cho rằng khó khăn đang lớn dần lên với thầy trò ông Park khi đối thủ đều không còn coi thường tuyển Việt Nam. Vị này nhận định, trước đây mỗi lần đụng độ Việt Nam, UAE và Thái Lan đâu cần quan tâm nhiều, nhưng bây giờ thời thế thay đổi, họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng, lên gân cốt, lo lắng đủ điều. Như thế tâm lý và khả năng tiếp cận trận đấu của họ khác đi nên chúng ta gặp khó khăn hơn. Cuộc đọ sức giữa Việt Nam UAE diễn ra lúc 20 giờ 14 tháng 11. 5 ngày sau đó là cuộc đọ sức giữa Việt Nam-Thái Lan cũng diễn ra trên sân Mỹ Đình. Công Phượng đá chính chơi Việt Nam với UAE. Dù đang có phong độ không cao, Nguyễn Công Phượng có cơ hội đá chính chơi Việt Nam gặp UAE nhờ cái duyên ghi bàn vào lưới đội bóng Tây Á. Việc không thường xuyên ra sân cho màu áo Sin Sweden đang có vẻ ảnh hưởng nhiều đến phong độ thi đấu, cảm giác bóng của Phượng, dù thầy Park dành rất nhiều niềm tin cho tiền đạo người Nghệ An. Trong 3 trận đấu vòng loại World Cup của tuyển Việt Nam, Công Phượng đá chính trận gặp Malaysia và sân từ băng ghế dự bị trận gặp Thái Lan. Ở những trận đấu đó, Phượng phần nào thể hiện phẩm chất tốt của mình. Không thể phủ nhận tài năng của Phượng, anh là số ít tiền đạo có kỹ thuật tốc độ, khả năng tác chiến độc lập trên hàng công. Đây có lẽ là lý do ông Park vẫn điền tên Phượng trong mỗi lần tập trung. Lần gần nhất Phượng ghi bàn cho tuyển Việt Nam cách đây đã hơn 10 tháng trong trận đấu gặp Jordan tại Asian Cup. Tuy nhiên, cái duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng Tây Á chính là cứu cánh của chân sút sinh năm 95. Phượng đã ghi 2 bàn vào lưới Iraq Jordan tại Asian Cup 2019. Tiền đạo Sweden chính là người mở đường và tứ kết ASEAN 2018 cho Olympic Việt Nam khi xuyên thủng mảnh lưới Bahrain.
Tại giải U23 châu Á, cầu thủ gốc Nghệ An biết cách tỏa sáng trước các đội UAE hay Iraq. Thời điểm hiện tại, Phượng khó cạnh tranh suất chính thức ở hai bên cánh với Toàn và Hải. Tuy nhiên, Ốc Park sẽ hoàn toàn có thể sử dụng chân sút sinh năm 95 ở vị trí trung phong cắm. Đây là vị trí cho phép Phượng có thể mất tích trong suốt 89 phút của trận đấu. Nhưng chỉ cần khoảnh khắc tạo đột biến vụt sáng thì đạo mang áo số 10 là người hùng khi ghi bàn vào lưới UAE. Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, trận đấu giữa Việt Nam, UAE diễn ra lúc 20 giờ 14 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình và được trực tiếp trên kênh VTC1. Thông tin tiếp theo, báo Hàn Quốc, Việt Nam có nhiều lợi thế để đánh bại UAE. Tờ Sport Seoul nhận định tuyển Việt Nam có lợi thế lớn để đánh bại UAE trong trận đấu diễn ra 14 tháng 11 tới đây. Tuyển Việt Nam sẽ gặp hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong tháng 11, UAE, Thái Lan. Đoàn quân của ông Park nhận được sự ủng hộ lớn từ truyền thông Hàn Quốc, quê hương của vị chiến lược gia 60 tuổi. Tờ Sport Seoul viết, cục diện bàn G đang trở nên vô cùng khó đoán khi đội đứng nhất bảng và đội đứng thứ ba chỉ kém nhau có đúng một điểm. Việt Nam sẽ chiến đấu với UAE 14 tháng 11, đụng độ Thái Lan vào ngày 19 tháng 11. Nếu thầy cho ông Park giành chiến thắng cả hai trận trên sân nhà, họ vươn lên ngôi vị trí số 1. Còn nếu kết quả hai trận không tốt, cánh cửa đi tiếp trở nên rất hẹp. Ông Park đã gọi hai cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu trở về, đó là Công Phượng và Văn Hậu. Mặt khác, họ có nhiều lợi thế giành chiến thắng trước UAE khi đối thủ không có sự phục vụ của tiền đạo Ali Mabkhaw do lĩnh án treo giò. Cầu thủ này ghi 6 bàn thắng cho đội tuyển UAE. Hơn nữa, sân nhà là điểm tựa rất lớn để Việt Nam hướng đến chiến thắng. Sáng ngày 11 tháng 11, Phượng và Hậu từ châu Âu trở về Hà Nội hội quân cùng toàn đội. Ngay trong buổi chiều cùng ngày, cả hai bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cuộc đối đầu với UAE 14 tháng 11. Đội tập luyện thêm một buổi tại trung tâm VFF ngày hôm nay, một buổi làm quen sân vận động Mỹ Đình vào ngày mai. Về phía tuyển UAE, họ đáp chuyến bay xuống thủ đô Hà Nội trong tối ngày 12 tháng 11. Đội khách đưa 24 tuyển thủ sang Việt Nam và thành phần ban huấn luyện, cán bộ đoàn, bác sĩ lên đến 25 người. Thầy trò ông Bert van Marwijk chỉ tập duy nhất một buổi trên sân vận động Mỹ Đình ngày 13 tháng 11 trước khi chính thức bước vào cuộc đại chiến. Chuyển sang thông tin khác, rộ thông tin, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận mức lương triệu đô trong hợp đồng mới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận được nguồn tin kinh phí từ doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí hoạt động của huấn luyện viên trưởng và các chuyên gia bóng đá của tuyển quốc gia. Ngày 12 tháng 11, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Tập đoàn Hưng Thịnh. Theo đó, đơn vị này đồng hành hỗ trợ VFF trong việc tạo điều kiện ổn định phát triển bóng đá nước nhà. Thông qua thỏa thuận được ký kết giữa hai bên, VFF có thêm điều kiện thuận lợi chi trả chi phí hoạt động, huấn luyện viên trưởng và các chuyên gia trong thời gian 3 năm, từ 2020 đến 2023, góp phần hỗ trợ việc phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các đội tuyển quốc gia. Sau khi huấn luyện viên Park chính thức ký bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, một vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm trong thời gian qua là việc gia hạn hợp đồng với các trợ lý của ông. Trả lời câu hỏi vấn đề này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, hiện nay VFF hoàn tất việc ký hợp đồng với ông Park, đồng thời cũng đã sơ bộ thống nhất các điều khoản để gia hạn hợp đồng với đội ngũ trợ lý huấn luyện viên. Thời hạn hợp đồng của các trợ lý tương đương với thời gian của ông Park đã ký. Bởi vậy VFF xin thông tin để người hâm mộ có thể yên tâm về việc này. Đồng thời, vị đại diện VFF chia sẻ về việc bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận được những sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp trước thêm các giải đấu lớn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng với sự đồng hành của Tập đoàn Hưng Thịnh, ngay trước thềm SEA Games 30 sẽ tiếp thêm tinh thần cho các đội tuyển quốc gia, từ đó vững tâm trong thi đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Lê Hoài Anh chia sẻ tại buổi lễ ký kết. Về phía đơn vị tài trợ, Tập đoàn Bất động sản Hưng Thịnh hy vọng việc tài trợ chi trả lương cho ông Park và các chuyên gia lần này góp phần hỗ trợ, chia sẻ phần nào gánh nặng với ngân sách nhà nước và VFF trong việc đảm bảo phúc lợi tốt hơn cho ông Park cũng như các chuyên gia trong việc đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, từ đó đưa nền bóng đá nước nhà vươn lên tầm cao mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.